hành trình Pizza Day 2020 và 6 đại diện xuất sắc nhất của Pizza Day Thành phố Hồ Chí Minh. Và đêm nay chúng ta sẽ có một đêm thật là nảy lửa để chọn ra 3 đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh. 3 thí sinh này hay là 3 slot này sẽ là đại diện tham dự vào đêm chung kết vào ngày 5 tháng 12 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Xin chúc mừng Pizza Day. Yeah!